Chào các bác. Đây, hôm nay em đi cứu hộ con xe cậu này trên Phú Thọ qua nha. Đây, cái con này nó người ta đã bỏ không từ rất lâu rồi. Hôm nay có việc dùng đến, ta không làm được, đã gọi em lên sửa. Thì con này nó là con cậu Kato 25 tấn, cậu Nhật. Rồi, giờ em quay vòng quanh con cậu này cho bác xem nha. Đấy, bác nhìn thấy nó cũ kỹ không? Con này thì nó là cậu rùa bánh béo. Đấy, con này thì nó nằm ở trên trên mỏ sắt này. Đây, xung quanh toàn đồi núi các bạn. Đấy, bạn thấy không? Đấy, xung quanh toàn đồi núi. Kìa, mỏ của nó trên kia. Đấy. Rồi, bây giờ em bước lên cabin. Đây là cabin cậu này, mà nó cũng là cabin lái luôn. Con dòng xe dài thì nó có hai cabin, một cabin cậu, cabin lái, nhưng mà bốn lốp này thì nó chỉ có một cabin thôi. Rồi, con này là số tự động nha các bác nha. Đấy, em này là đời 90 này. Kato rồi. Đấy, số tự động này. Đấy, đây là đồng hồ cân với đồng hồ cân kéo này. Ra chân ra cẳng này. Đây, còn đây là tay trang của nó. Đấy, cái bên này là quay toa này, một cái lưng cần này, cái cáp này. Còn cái tay trang này là cái tay trang ra cần vào cần. Rồi, bây giờ em xuống em quay phần máy. Con máy này chắc lát lắm rồi. Đây, thân cần của nó đây. Hôm nay lên đây là trời nó cũng mưa. Đây, máy của nó đây, máy thì ướt nhét. Con này đang em đang xả e để thử lộ thử. Đây các bác, con này nó là bơm tổng này, còn bơm này là bơm điều khiển với bơm lái, bơm di chuyển. Đây, còn phần này là phần biến mô. Bà nó hỏi cho em đôi đèn. Đôi đèn xe Hyundai cái loại xi nhan ở dưới á, đèn đời cao ấy. Đèn pha. Ờ, bạn em họ bảo em hỏi cho đôi đèn pha mà có đèn xi nhan ở dưới, rồi đèn đời cao. Chắc là của giống như kiểu xe nhà Vật Khánh như xưa ấy. Đấy. Quên anh đấy, anh hỏi anh, chở hỏi đèn xi nhan, anh em hỏi quan con hỏi đèn pha.
Con này là con máy động cơ D616 Mitsu à. Con này thì là vẫn nguyên bản từ đầu đến chân đấy, bơm quay tòa đấy, xi lanh lân cần của nó này. Vẫn sáng loáng này. Con này để lê khá lâu và mua về làm cực ít. Các bác nhìn thấy cái ghế ghế bạc trắng ấy. Anh ơi thử lổ máy bác ra nào. Rồi. Em thử nổ máy xem nào có còn nổ được không? Anh đè đi, em giữ ra. Đó. Dây điện nha. Con này phải đè trực tiếp. Đây đi. Đây đi. À chết chết. Anh nên bật chìa khóa không? Mở cái cửa phụ này. Đó, bật chìa khóa này. Rồi. Nhanh, sắp mưa nơi. Thấy ngon không? Máy đổ không một tí khói nào luôn này. Bây giờ em lên cabin em thử vận hành cẩu cho bác xem nhá. Rồi đây, cabin nó đây. Cái ghế này là nó bạc hết các bạn. Đấy. Ghế này ngày xưa là ghế lỉ bạc hết này. À con này có cả điều hòa này. Đây. Ốp gió điều hòa đây. Đấy. Có cả điều hòa nha. Có mic miếc đài đưa đầy đủ hết. Rồi. Em vận hành thử xem nào nó có chạy được không, có cẩu được không. Đây con này nó đỗ sát dây điện quá này các bạn, sát chạm điện quá nên ra là mình không dám lên cần sát, sợ nó ấy, sợ nó chập điện kia. Bác nhìn thấy bãi thải không, em zoom đi bác xem nha. Đấy quặng này. Đấy đấy, trời đang mưa các bạn. Rồi, em vận hành cho bác xem nhá. Bé giờ lái cậu. Thank you.
qua này không? Số lùi này. Một tiếng này. Đây rồi.